Đang xin chào bạn. Sau đây đang xin giới thiệu các bạn là những con máy Daiwa G4 4000. Máy 4000 của Daiwa tương đương 5000 của Shimano. Made in Việt Nam, nguyên hộp. Đây thông số của máy đây. 1 vòng bi này, tỷ lệ truyền 5.3.1 này. Trọng lượng là 370g này. Thu dây là 94 cm, nghĩa là một vòng quay là thu được 94 cm. Chip for dòng bình dân của Daiwa Việt Nam sản xuất. Đó, nhìn Made in Việt Nam này. Đang xin vừa về một lô luôn. Tất cả các loại sản phẩm của Daiwa Việt Nam. Tem của Daiwa Việt Nam. Kim loại. Màu đen. Sức chứa dây là 0.30 là 270m, 0.32 là 240m, 0.35 là 190m. Với kim loại. Rất khỏe. Rất nhẹ. Daiwa Việt Nam. Phần ốc này, tay quay. Đấy, vừa rồi đang xin giới thiệu các bạn máy câu Daiwa G4 4000, một vòng bi. Đấy, đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của đang Fishing.